Công chúa gấu trúc Phu Bao đã trở về quê hương Trung Quốc nhưng vẫn chưa được hẹn hò vì còn quá nhỏ. Phu Bao là nàng gấu đỉnh lưu trong giới panda beat của Hàn và đã trở về quê hương Trung Quốc đầu năm nay. Một lượng lớn người hâm mộ quan tâm việc Phu Bao có hẹn hò bạn trai và trở thành mẹ sau khi trở về nước không. Về vấn đề này, Tăng Văn, một nhân viên chăm sóc làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc cho biết, bây giờ vẫn còn quá sớm. Phu Bao chưa tròn 4 tuổi và mới chỉ là con non. Mặc dù có thể sống độc lập với mẹ nhưng em vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vì vậy hiện tại chưa có kế hoạch giao phối cụ thể. Trong thời gian sắp tới, sẽ rất khó để thấy Phu Bao hẹn hò. Dù là mỹ nữ nhưng em còn nhỏ và vẫn thích ăn uống rồi lộn mèo hơn tình yêu.